Mới đây, tổ công tác phối hợp của Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy và vũ khí tự chế khi đang làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực biên giới tỉnh Điện Biên. Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng được xác định là Lò Văn Hỏa sinh năm 1963, Quang Thị Thành sinh năm 1966 và Quang Thị Tiến sinh năm 1978 cùng trú tại đội 10 xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ một bánh heroin trọng lượng khoảng 350 gram, 8 gói ni lông màu xanh bên trong chứa khoảng 1.600 viên ma túy tổng hợp cùng 2 súng tự chế. Bước đầu, các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng người Lào tại khu vực biên giới, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Hiện vụ án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng.